Kính thưa quý vị, Tôn Quý Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và trong chương trình tin tức phố đêm như thường lệ, Hương Giang và Quý Xuân Nam sẽ gửi đến quý vị những tin quan trọng nhất, đáng chú ý nhất trong ngày. Chúng tôi xin mời Hương Giang gửi lời chào quý vị. Hương Giang xin thân ái chào quý vị và Hương Giang xin thân ái chào anh Nguyễn Xuân Nam. Xin thưa quý vị, tại thời điểm này, khi mà chúng tôi đang làm bản tin tối nay đó, thì cuộc tranh luận của đảng Cộng Hòa đã bắt đầu diễn ra sôi động. Và cuộc tranh luận tối nay sẽ diễn ra tại Milwaukee Theater ở thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin. Lần này thì do đài Fox Business Network họ đứng ra tổ chức và hy vọng là cái cuộc tranh luận lần này sẽ diễn ra rất là sôi nổi, rất là nóng hổi, và đề tài chủ yếu tối nay đó là đề tài về kinh tế. Trước khi mà cuộc tranh luận diễn ra vào tối ngày hôm nay đó, thì ngày hôm qua và những ngày trước thì các ứng viên đảng Cộng Hòa đã liên tục công kích lẫn nhau. Có những ứng cử viên nằm trong cái top dẫn đầu đó, thì họ lâu nay thường có một số người lâu nay họ tránh đấu đá một cách căng thẳng giữa các ứng viên với nhau, nhưng mà lần này thì họ đã lên tiếng và họ bắt đầu từ từ đã diễu võ. Tại vì cái cuộc tranh luận lần này là một cái cuộc tranh luận mang tính chất rất là quyết định. Thưa quý vị, càng đi sâu vào cuộc bầu cử chừng nào thì chúng ta thấy rằng phía đảng Cộng Hòa sẽ có thể phải tấn công mạnh hơn nữa. Bởi vì mỗi người cũng đang muốn stand out, muốn nổi bật lên để chi đó, để mình được chọn lựa là đại diện của đảng Hòa ra tranh cử với một đại diện đảng Dân Chủ. Cho nên chúng tôi sẽ trở lại đôi chút vào cái việc mà tranh cử, cuộc tranh luận tối nay của đảng Cộng Hòa, của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa về vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới. Tiếp tục thưa cô. Hiện nay thì ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò vẫn là ông tỷ phú Donald Trump. Nhưng mà theo sau những cái cuộc tranh luận vừa qua đó, những cái cuộc tranh luận lần trước, thì ứng cử viên Ben Carson và Mark Rubio cũng đang bắt đầu tiến tới và họ đang sát nút với ông Donald Trump. Thì Donald Trump vẫn là một người mà theo cái bản tính tự nhiên là hễ như mà nếu mà ông cảm thấy có người tấn công mình hay là công kích mình thì ngay lập tức ông phản bác lại, và ông không có kiêng nể trong cái việc dùng từ hay là ngôn ngữ, và ông dùng những cái từ mà có thể nói là lăng mạ đối thủ. Và đây là một trong những cái điểm mà Donald Trump đã thu hút rất là nhiều cử tri, bởi vì lâu nay thì có lẽ là cử tri đảng Cộng Hòa nói riêng và cử tri Mỹ nói chung, họ có lẽ là chán ngán với những vấn đề chính trị, với những cái ngôn ngữ chính trị, ngôn ngữ của những nhà chính trị. Họ nói rất là hoa mỹ, rất là văn vẻ, nhưng mà họ không có lôi ra được cái sự thật đang diễn ra. Thì có lẽ là Donald Trump bằng cái ngôn ngữ riêng của mình, mặc dù rất là khó chịu, khó nghe, nhưng mà ông đã nói lên được cái thực trạng của nước Mỹ. Nhưng mà có một vấn đề nhiều người cũng đang rất là thắc mắc, đó là ông nói ra cái sự thật nhưng mà ông không có đưa ra được cái cách thức giải quyết vấn đề hiện nay. Và tiếp theo, đứng theo sau ông Donald Trump trong cuộc thăm dò là bác sĩ Ben Carson. Nhưng mà vừa rồi thì Ben Carson cũng có một chút scandal đó anh. Thì không biết là sau cái cuộc tranh luận lần này thì những cái ứng cử viên của đảng Cộng Hòa sẽ như thế nào. Nhưng mà theo cá nhân Giang đó, thì Hương Giang sẽ không có dành lá phiếu của mình cho Donald Trump nếu như Donald Trump được đề cử là ứng viên tổng thống ra tranh cử với một ứng viên của đảng Dân Chủ. Còn anh Nam thì sao anh Nam? Còn quá sớm để mà chúng ta nói ý kiến của mình. Tuy nhiên có một câu nói của Barack Obama khiến cho mọi người lưu ý. Ông ta không biết là ai sẽ làm tổng thống kế tới của nước Mỹ. Tuy nhiên ông ta biết một điều chắc rằng người đó không phải là Donald Trump. Đó là cái câu nói từ nó khá nổi tiếng của Tổng thống Barack Obama về vấn đề bầu cử sắp tới. Trở lại cô. Dạ, tại vì Giang không có bàn luận sâu về vấn đề bầu cử, về những cái chiến lược, về những cái chính sách. Nhưng mà đối với Hương Giang thì Giang là một người phụ nữ.
Do đó nếu Giang không có dành lá phiếu của mình cho một người mà có thể đưa ra những cái lời rất là khó chịu, rất là có thể gọi là lăng mạ phụ nữ như trước đây mà giới truyền thông đã chỉ ra là Donald Trump đã rất là nhiều lần như vậy. Nhưng mà khi mà anh Nam nói về Tổng thống Obama đó thì cũng cách đây không lâu, tức là ngay sau cái buổi tranh luận lần trước của Đảng Cộng Hòa, thì Tổng thống Obama đã nhạo các ứng viên của Đảng Cộng Hòa là họ cho là tôi yếu, tôi bị Nga qua mặt. Nhưng mà hãy nhìn coi, chỉ có một nhóm người từ đài CNBC mà thôi mà các ứng viên của Đảng Cộng Hòa họ cũng đã không có handle được rồi, thì làm sao mà họ có thể ra mà đối đầu được với Nga và với Trung Quốc? Thưa quý vị, cũng trong cái câu chuyện mà Biển Đông thì chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe phần tường trình của Hương Giang về những phát triển mới nhất về tình hình Biển Đông. Xin mời cô. Bản tin mới nhất mà chúng tôi nhận được đó là Việt Nam đã cho phép tàu chiến của Nhật Bản cập cảng Cam Ranh vào sang năm. Thì đây là cái thỏa thuận đạt được trong một cái cuộc hội nghị về quốc phòng giữa hai quốc gia diễn ra vào ngày 6 tháng 11 vừa qua tại Hà Nội. Thì tại cái buổi hội nghị này, ngoài cái việc đạt được cái thỏa thuận là cho phép tàu của lực lượng tự vệ hải quân Nhật Bản cập cảng Cam Ranh, thì ngoài ra giữa hai quốc gia họ còn bàn thảo về những cái biện pháp để tăng cường củng cố quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Và lâu nay thì Việt Nam chỉ cho phép tàu của Hoa Kỳ và tàu của Nga được neo đậu ở vịnh Cam Ranh, bởi vì vịnh Cam Ranh là cảng mang tính chiến lược rất là cao. Vịnh Cam Ranh được coi là một cái bến nước sâu tốt nhất ở Đông Nam Á. Do vậy, việc cho phép một cái tàu nước ngoài ghé thăm thì đây là một điều rất là hiếm hoi, không có phải là thường lệ. Và điều này, chính vì điều này có thể chọc giận Trung Quốc, bởi vì cảng Cam Ranh nằm rất là gần với quần đảo đang tranh chấp, đó là Trường Sa, mà nơi Trung Quốc đang bồi đắp tôn tạo đảo nhân tạo bất hợp pháp trên Biển Đông. Và Giang nhắc lại là điều này có thể đang chọc giận, làm Trung Quốc rất là bực tức. Ngoài ra thì tại cái hội nghị này đó có thêm một bước tiến quan trọng nữa, là giữa hai bên đã đề ra cái kế hoạch là sẽ cùng tập trận chung với nhau vào sang năm. Địa điểm và thời gian thì chưa được tiết lộ. Nhưng mà theo giới quan sát á, thì cái việc mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia đang ngày càng một nâng cao, thì đó chính là một trong những cái lý do mà thúc đẩy ông Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam trong cái tuần vừa qua. Và trong cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình tới Hà Nội tuần vừa qua đó, thì cũng cho thấy được cái mong muốn của Việt Nam là vẫn giữ được cái mối giao ban hòa hảo với một cái anh hàng xóm ở phương Bắc rất là lắm mưu mô, nhiều kế độc. Nhưng mà trong cùng một thời điểm đó thì họ vẫn ra sức củng cố những cái mối quan hệ hợp tác với các quốc gia hùng mạnh như là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Còn tin tức Biển Đông còn gì nữa không thưa cô? Dạ thưa, tin tức Biển Đông thì liên quan tới Biển Đông thì tuần sau vào ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 thì sẽ có hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại Manila, thủ đô của Phi Luật Tân. Thì đây là hội nghị thượng đỉnh giữa một cái số nước, nhưng mà tại đây thì nước chủ nhà Phi Luật Tân muốn đưa cái Biển Đông vào chương trình nghị sự. Mặc dù đây chỉ là một cái hội nghị nói về giao thương, nói về thương mại, nhưng mà nước chủ nhà Phi Luật Tân, bởi vì Phi Luật Tân là nước mà đang có tranh chấp rất là gắt gao trên Biển Đông với Trung Quốc. Nhưng mà theo như một quan chức cao cấp của Trung Quốc, họ nói rằng họ không hề biết là Biển Đông có được đưa vào chương trình nghị sự của APEC hay không. Cứ mỗi đêm đó, thì quý vị nghe chúng tôi cập nhật đôi chút về tình hình Biển Đông để quý vị có thể hiểu biết hơn, có thêm cái thông tin về cái tình hình Biển Đông đang diễn ra. Như vậy chúng ta thấy rằng càng ngày cái Trung Quốc đang mất cái sự mà kiểm soát từ Biển Đông ở mức như thế này, thưa quý vị. Trung Quốc muốn đối phó trong việc tranh chấp
với các nước trong biển, khu vực Biển Đông đó, bằng cách đối thoại song phương. Nhưng mà ngày chúng ta thấy rằng càng nhiều cái quốc gia dính vào, ví dụ Nhật cũng dính vào, mà một bước nữa là Nhật đã đi vào hải cảng Cam Ranh. Rồi thứ hai nữa chúng ta thấy Ấn Độ cũng dính vào khai thác dầu trên biển, rồi tập trận. Rồi chúng ta thấy là Mỹ thì như vậy, chúng ta đã biết rồi. Chúng ta thấy rồi Nga cũng muốn vào Biển Đông. Thì người ta thấy rằng cái vai trò của Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc là rất là lớn và có vẻ người phương Tây gọi là hung hãn trong cái đề Biển Đông, nhưng mà chúng ta nhìn trong toàn cục thì Trung Quốc càng ngày càng mất cái chỗ đứng ở Biển Đông nhiều, ngày càng bị thất thế trong Biển Đông nhiều. Sự việc từ đây đến lúc mà ngã ngũ với cái đề Biển Đông còn sẽ còn nhiều bản tin khác, vẫn nhiều diễn tiến khác. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi quý vị và chúng tôi hứa là cập nhật thường xuyên cho quý vị về vấn đề này. Trở lại với Hương Giang. Dạ, Hương Giang cũng xin nói thêm là trong cái bước đi của Nhật Bản thì mình thấy là dưới cái thời của Thủ tướng Shinzo thì ông đã có những cái bước đi rất là chắc chắn để muốn lấy lại vị thế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài đang tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam thì Nhật Bản cũng đang tìm kiếm một cái thỏa thuận để được tiếp cận vào những cái căn cứ quân sự của Phi Luật Tân. Và nếu như họ đạt được điều này thì ở Phi Luật Tân chỉ có 3 quốc gia được tiếp cận vào căn cứ quân sự là ngoài Hoa Kỳ, Úc và nếu như Nhật đạt được thỏa thuận này thì họ sẽ là quốc gia thứ 3. Và ngoài đó thì hồi tháng 8, Nhật họ cũng đã tiến hành cái buổi diễn tập cứu hộ trên biển với Hoa Kỳ và với Phi Luật Tân. Và mới tháng trước thôi á, thì họ cũng đã có một cái cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ cũng trên Biển Đông luôn. Thì chúng ta thấy là Nhật họ đang tiến từng bước, mặc dù vẫn còn rất là nhiều thách thức, nhưng mà họ đang tiến từng bước để nhằm lấy lại vị thế. Và Việt Nam, như Hương Giang nói vừa nãy thì Việt Nam là một nước tiểu nhược. Họ một mặt họ vẫn muốn duy trì cái mối hòa hảo anh em láng giềng với Trung Quốc, nhưng mà mặt khác thì họ cũng tìm cách hợp tác, tăng cường quan hệ quốc tế, tăng cường quan hệ quốc phòng với những quốc gia như là Nhật, và hy vọng là cái việc bắt tay với Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam một phần nào. Trở lại chuyện của San Jose, California, có gì mới thưa cô? Chuyện của địa phương San Jose ở miền Bắc California thì nhiều lắm anh. Mỗi ngày có rất là nhiều câu chuyện xảy ra. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn chuyển tải đến quý vị, muốn trao đổi về cái tin động đất ở Đông San Jose xảy ra vào lúc 10 giờ 53 phút tối ngày hôm qua. Cuộc động đất xảy ra chỉ trong vài giây và nó đo được là 2,6 độ nếu mà Giang nhớ không có nhầm. Và nó xảy ra ở Foothill phía đông thành phố San Jose. Thì một người dân cho biết là cô cảm nhận được cái rung chấn của cuộc động đất, bởi vì phía đông thành phố San Jose thì nó nằm trên cái đường nứt gọi là Calaveras. Và Calaveras thì nó kéo ngang, nó đi ngang qua đông thành phố San Jose. Thì cũng trên đường nước Calaveras thì thành phố San Ramon trong vòng 2 tuần thôi, từ giữa tháng 10, ngày 14 tháng 10 cho đến ngày 29 tháng 10 vừa qua, thì người ta đo được đến có 446 cuộc động đất xảy ra ở San Ramon. Và những cái cuộc động đất này nó nhỏ thôi, chỉ khoảng từ 1 độ cho đến 3.2 độ thôi, nhưng mà nó đang diễn ra. Sở dĩ mà Giang chọn bản tin này để gửi đến quý vị bởi vì cho thấy là bây giờ động đất á, nó không có phải là xa, nó là một cái gì đó sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và ngay cả ngoài cái đường rãnh Calaveras ra thì ở quận Alameda thì có cái đường rãnh, người ta gọi là đường rãnh đường nước Hayward, nó kéo dài khoảng 70 cây số từ Richmond cho đến phía nam Fremont. Và bây giờ hồi cách đây mấy tháng thôi thì các nhà khoa học ở Đại học UC Berkeley họ đã chứng minh là cái đường rãnh Hayward này, đường nứt Hayward này với đường nứt Calaveras có mối nối nhau, và như vậy thì nếu như các cuộc động đất xảy ra thì có lẽ sẽ kinh hoàng hơn. Và Giang thì cũng đã tham gia vào một cái buổi huấn luyện của Hội Hồng Thập Tự về động đất đó, thì Giang cũng muốn chia sẻ với quý vị là
quý vị nên chuẩn bị cho mình, ví dụ quý vị có thể trữ một ít nước ở trong nhà trong một thời gian, nếu không có chuyện gì xảy ra thì quý vị có thể đổ ra và cho nước mới vào, chuẩn bị một chút xíu đồ ăn khô và chuẩn bị luôn luôn trong nhà luôn luôn có những cái có một cái bộ đồ cấp cứu đó, để dành trong những trường hợp mà nếu có gì xảy ra thì chúng ta vẫn còn trở tay kịp. Không có như là hồi xưa mà coi cái phim là năm 2012, tức là có một cuộc động đất khổng lồ kinh hoàng xảy ra trên trái đất. Cái việc đó không có phải là việc mà không có thể xảy ra. Tôi xin nhắn gửi với tới quý vị như vậy. Có cái chuyện rất đơn giản, ví dụ trong xe chúng ta có sạc. Bởi vì nhiều lúc nó rất là cần thiết, và trong lúc đó thì khi mà động đất xảy ra là chúng ta tất cả trạm xăng có thể bị hư hỏng và không bơm xăng được. Rồi nó có những cái điều mà không thừa, ví dụ như theo các chương trình mà phòng và chống động đất đó, thì ví dụ nhà mà có hai chiếc xe thì quý vị đừng nên bỏ trong nhà, bỏ trong garage hai chiếc xe, ví dụ nó cái garage nó sập một cái đó là quý vị nằm im. Hay là quý vị có thể bị cúp nước, cúp điện, quý vị bị mất sóng điện thoại, vân vân và vân vân. Chúng ta nên có những kế hoạch đề phòng, bởi vì cái tình trạng mà động đất tại California được xem rằng The Great One, cái trận động đất lớn được xem là nó overdue, tức là nó đã quá hạn rồi và nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Thì trong cái thời gian vừa qua thì cái ủy ban về động đất tại California có đăng trên một số báo chí Việt ngữ và truyền thông Việt ngữ về thông báo và hướng dẫn động đất, và họ cũng lưu ý là trận động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và thỉnh thoảng quý vị tại nhà cũng nhận được cái tài liệu của sở động đất của tiểu bang California, ủy ban động đất của California để nhắc nhở quý vị đề phòng. Mà không những tại tiểu bang California, miền Nam California, miền Bắc California, một số tỉnh của miền Trung California, họ có những cái thực tập về động đất. Ví dụ như họ giả dụ như mà có còi hù với động đất như vậy, cả thành phố sẽ đối phó như thế nào, để họ tập chúng ta là quen sống với động đất. Bởi vì chúng ta sống tại, đặc biệt là California, thì chuyện động đất thì khó tránh được. Nó rất là, chúng ta không thể nào mà tránh được nó, thì chúng ta phải tìm cách tồn tại sống với nó mà thôi. Cho lại Vương Giang. Dạ, cái đường nứt hay gột mà Giang nói vừa nãy đó, nó kéo dài 70 cây số đó, thì là được coi là đường nứt nguy hiểm nhất ở trong cả nước Mỹ, bởi vì nó đi qua rất là nhiều khu dân cư, mật độ dân cư rất là, mặc dù nó ngắn thôi nhưng mà mật độ dân cư của nó rất là đông và rất là nhiều, rất là dày đặc, cho nên đó là một trong, nó được coi là cái đường nứt mà nguy hiểm nhất. Và một cái điểm nữa mà Giang muốn chia sẻ tới quý vị là nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra thì khi mà quý vị tìm nơi trú ẩn thì Hội Hồng Thập Tự thông báo là quý vị nên tìm đến những cái địa điểm như là trường học chẳng hạn, trường học, nhà thờ, chùa, tập trung ở đó. Đó là cái nơi mà nếu như có động đất xảy ra thì quý vị ngoài cái việc chuẩn bị cho mình một số đồ cần thiết như là nước, như là thực phẩm hay là bộ đồ cấp cứu ở nhà, thì nếu như có gì xảy ra thì quý vị nên tập trung đến những cái địa điểm như là nhà thờ, trường học. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị, và Hương Giang cũng như quý Xuân Nam sẽ trở lại trong chương trình tin tức phố đêm vào tối ngày mai. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin chào Hương Giang. Hương Giang xin chào anh Nam, và Hương Giang xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình vào tối ngày mai. Và cũng không có quên nhắc là quý vị có thể vào báo calitoday.com để đọc thêm tin tức chi tiết và đọc thêm nhiều cái tin tức mới hơn nữa. Và quý vị có thể coi lại những cái chương trình này và nhiều chương trình khác rất là thực tế, rất là hấp dẫn trên truyền hình calitoday.com. Và Hương Giang xin chúc quý vị một buổi tối thật là ấm cúng. Không khí thời tiết lạnh đã tới rồi, quý vị nên cẩn thận với cái lạnh và luôn luôn giữ ấm trong nhà cũng như là khi đi ra ngoài đường. Chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin chào quý vị.